thì hàng ngày các thầy thuốc của chúng ta vẫn đối mặt với lại những cái tình hình rất là thời sự của các bệnh lý về tiêu hóa. Hàng ngày chúng ta vẫn tiếp nhận những cái bệnh nhân đến vì các cái triệu chứng khó tiêu, bị loét dạ dày, nhiễm H. pylori và đặc biệt là có cái bệnh trào ngược về thực quản. Và hầu như là cái bệnh trào ngược về thực quản là một cái bệnh lý mà được nhiều người quan tâm và cái tần suất càng ngày càng gia tăng. Do đó mà chúng ta cũng đã có rất nhiều những cái chuyên đề liên quan đến cái bệnh trào ngược về thực quản. Thì hôm nay chúng tôi chỉ muốn nhấn mạnh một vài cái vấn đề cập nhật trong những cái chi tiết để chẩn đoán cũng như là trong cái thực hành lâm sàng giúp cho chúng ta có thể giải quyết được cái bệnh một cách hiệu quả nhất. Thì chúng ta thấy rằng là một cái ca lâm sàng liên quan với cái tình trạng bệnh trào ngược hay thực quản, thì chúng tôi đưa một cái trường hợp mà có lẽ là rất nhiều các đồng nghiệp chúng ta cũng có thể sẽ gặp phải những cái bệnh nhân khi đến cái phòng khám của chúng ta. Đây là một cái bệnh nhân nam 42 tuổi, là chủ một cái doanh nghiệp. Vì anh này đi khám vì cái triệu chứng đau sau xương ức và đau lói ra sau lưng. Khi sáng ngủ dậy thì bệnh nhân có cảm giác là cảm giác khô ở vùng họng và cảm giác đắng miệng từ 3 tháng nay. Bệnh nhân này thì thường xuyên là hút thuốc lá. Và do cái công việc là chủ doanh nghiệp, mà tôi nghĩ rằng đang trong cái thời kỳ Covid này, các cái doanh nghiệp chúng ta cũng đang gọi là gặp rất nhiều khó khăn. Do đó mà anh chàng này rất là bị áp lực trong cái công việc, phải điều phối rất nhiều công việc của mình trong cái thời điểm này. Và khi đi khám bệnh tại một cái cơ sở y tế thì anh được chẩn đoán là một cái bệnh trào ngược về thực quản. Bệnh nhân được điều trị bằng cái thuốc ức chế bơm proton là esomeprazole 40mg một viên uống trước ăn sáng 30 phút kèm với lại một cái thuốc mà tăng vận động đường tiêu hóa, đó là etoprime 50mg một viên nhân 3 lần trước ăn và uống trong vòng 4 tuần. Nhưng mà sau khi mà điều trị 4 tuần thì cái tình trạng của bệnh nhân nó không có thuyên giảm và bệnh nhân càng có cảm giác đau tức ở cái vùng ngực và cái cảm giác mà cái dịch nó trào lên cổ họng càng nhiều hơn sau ăn, và đặc biệt là khi mà bệnh nhân nằm xuống thì cảm giác nó bị ho và còn cảm giác rất là đắng miệng. Bệnh nhân trở lại cái phòng khám thì được điều trị tiếp thêm 4 tuần với cái liều esomeprazole được tăng lên gấp 2 lần trước ăn và kèm thêm một cái thuốc kháng axit, đó là phosphalugen, một gói 2 lần uống sau ăn. Nhưng mà khi bệnh nhân uống 4 tuần và bệnh nhân cái triệu chứng vẫn không cải thiện. Như vậy thì chúng ta xem lại cái bệnh cảnh này để chúng ta tìm coi cái chẩn đoán của chúng ta nó như thế nào. Thứ nhất là về mặt chẩn đoán, chúng ta lưu ý vì đây là một cái trường hợp bệnh nhân đã được điều trị đã gần là 8 tuần lễ mà cái triệu chứng không thuyên giảm. Như vậy có vấn đề đặt ra là có phải là bệnh nhân bị bệnh trào ngược về thực quản mà kháng trị với lại cái thuốc ức chế bơm proton hay không? Hay là thứ hai là bệnh nhân đang có một số những cái biểu hiện liên quan ở vùng họng rất là đắng miệng và cảm giác khô họng và nóng rát ở cái vùng cổ. Do đó mà chúng ta phải xem xét bệnh nhân có phải bị một cái biểu hiện của tình trạng trào ngược ở vùng họng thanh quản hay không. Và thứ ba, nó còn có một số những cái trường hợp bệnh lý mà chúng ta có thể cần phải lưu ý, đó là những cái ở nóng chức năng, tức là không có một cái tổn thương thực thể nhưng mà do nó liên quan những yếu tố về tâm lý, về căng thẳng, về cái những cái ảnh hưởng về cái áp lực công việc. Hoặc là bệnh nhân có thêm một số những cái bệnh lý khác ở đường thực quản mà chúng ta cần phải loại trừ để tìm ra cái nguyên nhân. Thì để giải quyết cho cái vấn đề chẩn đoán này thì chúng ta xin nhắc lại một vài những cái đặc điểm chính của cái bệnh trào ngược về thực quản. Thì theo định nghĩa của cái tổ chức tiêu hóa thế giới thì người ta định nghĩa cái bệnh trào ngược về thực quản là khi mà các cái triệu chứng khó chịu làm ảnh hưởng đến cái chất lượng sống hoặc là gây ra tổn thương hoặc là biến chứng ở trên cái thực quản hoặc là ảnh hưởng luôn cả vào cái vùng hầu họng cũng như là đường hô hấp. Như vậy ta thấy rằng cái biểu hiện của cái bệnh trào ngược nó không chỉ giới hạn ở thực quản mà có khi nó ảnh hưởng lên cả cái vùng trên thực quản, tức là cái vùng tai mũi họng và thậm chí cái đường hô hấp. Thì cái cơ chế của cái bệnh trào ngược là gì? Chúng ta biết cái cơ chế bệnh trào ngược nó chủ yếu là liên quan đến cái tình trạng mà cái cơ thắt thực quản dưới. Đây là một cái cơ nó tác dụng giống như là cái van một chiều, nó sẽ đóng kín để ngăn không cho thức ăn nó trào ngược từ dạ dày lên thực quản.
Chỉ khi nào mà chúng ta nuốt thì cái thức ăn khi xuống tới cái vùng cuối thực quản thì làm cho cái cơ này nó sẽ mở ra để thức ăn đi xuống và sau đó nó đóng lại. Tuy nhiên cái cơ này đó thì nó đóng trong suốt thời gian thì lâu lâu nó vẫn có thể là mở ra tạm thời. Và cứ mỗi giờ thì nó có khoảng 2-3 lần thì nó mở ra trong vòng khoảng từ 10 đến 30 giây. Đây là một cái hiện tượng mà thư giãn cơ thắt thực quản dưới thoáng qua. Mình đây là một cái điều kiện rất là sinh lý. Như vậy ta thấy rằng là chính cái điều kiện này nó sẽ giúp cho những cái khí hoặc là những cái thành phần mà được sinh ra trong cái dạ dày nó sẽ được thoát ra để làm giảm bớt áp lực của dạ dày. Đây là một cái điều kiện hoàn toàn sinh lý. Nhưng mà nếu cái cơ thắt thực quản dưới này mà nó mở ra một cách thường xuyên hoặc là đóng không kín thì nó mới gây ra một cái bệnh lý, đó là cái trào ngược dạ thực quản. Như vậy thì cái trào ngược này nó còn có thể có một số yếu tố thuận lợi làm cho nó làm tăng cái nguy cơ. Chẳng hạn khi mà chúng ta ăn quá no, dạ dày nó quá căng, hoặc là dạ dày có cái vấn đề bệnh lý không có thể tống xuất được hết các thức ăn xuống, và nó có thể là do một cái nghẽn tắc ở cái vùng môn vị, như là bệnh nhân bị hẹp môn vị cũng làm cho áp lực ở trong dạ dày nó tăng lên. Như vậy thì cái trào ngược dạ thực quản đây là một cái vấn đề liên quan yếu tố cơ học. Và chúng ta cần lưu ý rằng cái dịch từ cái đường tiêu hóa ở trong dạ dày đó thì nó không có chỉ chứa thức ăn mà nó còn có một số những cái thành phần như là acid chlorhydric, acid mật và pepsin. Vì vậy mà nếu mà cái dịch trào lên thực quản đó thì không phải chỉ có acid gây ra tổn thương cho thực quản mà có thể có một số những thành phần khác như là acid mật hoặc là pepsin. Vì vậy khi mà chúng ta sử dụng các cái thuốc ức chế tiết acid, tức là chúng ta chỉ ức chế một phần cái thành phần acid mà có thể còn những cái yếu tố khác nó vẫn gây ra tổn thương ở thực quản. Như vậy cái giải pháp lý tưởng để ức chế quá trình trào ngược là làm sao chúng ta sẽ cố gắng ngăn cản những cái dịch ở đường dạ dày nó sẽ tiếp xúc trực tiếp vào thực quản và gây ra tổn thương thực quản. Một cái khái niệm tiếp theo mà chúng tôi cần nhắc lại đó là cái sự hình thành cái túi acid được sau ăn. Đây là một cái hiện tượng sinh lý. Khi mà thức ăn chúng ta ăn vào đó thì nó sẽ có cái khả năng kích thích tiết cái dịch vị. Và cái dịch vị này nó sẽ được tiết ra, nó sẽ trung hòa một phần với lại cái thức ăn. Tuy nhiên nó vẫn còn một cái lượng acid dư nó tồn động và nó sẽ nổi lên trên bề mặt của cái dịch dạ dày. Và khi mà chúng ta có hiện tượng trào ngược thì chính cái dịch này nó sẽ trào lên trước tiên và nó gây ra một cái tổn thương trực tiếp trên cái thực quản. Vì cái dịch này nó có cái tính acid rất là mạnh. Cái túi acid này được hình thành rất là sớm, khoảng 15 phút sau khi chúng ta ăn, và nó tồn tại khá lâu, tức là 2 giờ sau khi chúng ta ăn. Khi người ta làm một cái khảo sát về cái tình trạng pH ở trong đường tiêu hóa, đặc biệt là ở thực quản, thì người ta thấy rằng sau khi chúng ta ăn khoảng từ 15 phút đến 30 phút thì nó sẽ hình thành một cái lớp nằm ở giữa cái vùng thực quản và cái dạ dày. Cái lớp này nó có một cái tính acid rất là mạnh với cái pH là khoảng bằng 2. Thì khi mà có hiện tượng trào ngược xảy ra thì chính cái lớp acid này nó sẽ trào lên trước tiên và nó sẽ gây ra cái tổn thương trực tiếp lên trên cái niêm mạc của thực quản nếu như mà cái cơ thắt thực quản chúng ta đóng không kín. Như vậy thì ngoài ra chúng ta cần phải phân biệt thêm một số những cái biểu hiện trên lâm sàng là giữa cái bệnh trào ngược dạ thực quản với lại một cái biểu hiện người ta gọi là cái bệnh trào ngược họng thanh quản. Giữa hai cái bệnh này có phải là hai bệnh hoàn toàn khác nhau hay không? Thì thật sự chúng ta thấy rằng nó có cái mối liên hệ rất là chặt chẽ. Thì trong cái bệnh trào ngược dạ thực quản mà chúng ta thường gặp thì cái vấn đề quan trọng của cái bệnh này là liên quan đến cơ thắt thực quản dưới. Tức là khi cái cơ này đóng không kín, do đó mà thức ăn nó sẽ và cái dịch tiêu hóa nó sẽ trào lên thực quản và nó gây ra tổn thương thực quản. Còn trong cái bệnh mà trào ngược ở cái vùng họng thanh quản thì không chỉ có cái cơ thắt thực quản nó bị đóng không kín mà đồng thời luôn cả cái ảnh hưởng luôn cả các cơ của thực quản trên. Tức là chúng ta biết là giữa cái vùng họng và cái thực quản nó sẽ có một cái cơ thực quản trên. Và cái cơ này nếu vẫn không đóng kín thì chính cái dịch tiêu hóa, dịch acid nó trào lên và do cái áp lực hoặc là do cái vị trí mà chúng ta nằm ngủ thì nó sẽ cái vùng vào hầu họng nó sẽ là cái vùng thấp hơn, trũng hơn. Vì vậy toàn bộ cái dịch nó sẽ trào lên vùng họng, do đó nó sẽ gây ra những cái tổn thương ở vùng hầu họng và nó dẫn đến một số những cái triệu chứng của đường tai mũi họng. Và đặc biệt chúng ta biết là cái niêm mạc vùng họng thanh quản thì rất dễ bị tổn thương do acid hơn là ở thực quản.
Chính vì vậy mà khi bệnh nhân có cái biểu hiện ở trào ngược họng thanh quản thì cái triệu chứng của họng thanh quản nó sẽ nổi bật hơn là cái triệu chứng của cái ở đường tiêu hóa. Do đó mà chúng ta có thể là bệnh nhân không có triệu chứng của ở thực quản nhưng mà lại có cái biểu hiện của cái vùng hậu họng là thường xuyên. Ở năm 2016 thì chúng tôi có tiến hành một cái nghiên cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược để chúng tôi ghi nhận những cái triệu chứng nào thường gặp khi bệnh nhân đến than phiền cái triệu chứng của họng thanh quản. Thì chúng tôi ghi nhận là cái tỷ lệ mà đa số bệnh nhân đến có cái than phiền cái triệu chứng là vướng đờm ở trong họng, hoặc là có bệnh nhân cảm giác có cái dịch nó chảy ở phía sau thành họng, hoặc là bệnh nhân có cảm giác là cảm giác mà vướng họng, hoặc là tằn hắn, ho, hoặc là tình trạng ở hơi, ở chua. Đây là những cái biểu hiện mà chúng ta cần phải lưu ý đứng trước một trường hợp mà bệnh nhân có biểu hiện ở đường tai mũi họng mà đến khám chúng ta với những triệu chứng như trên, thì chúng ta cần phải lưu ý có liên quan đến cái vùng họng thanh quản do cái dịch axit trào lên. Và khi nội soi ở vùng thanh quản thì đa số các trường hợp thì chúng ta thấy có hiện tượng phi đại ở cái mép sau, chiếm tỷ lệ là 96,4%. Vì đây là một cái vùng trũng hơn, thấp hơn, do đó mà cái dịch axit dễ trào lên và nó gây ra viêm phù nề ở cái vùng thành sau của cái thanh quản. Và ngoài ra thì nó có thể có những cái viêm lâu ngày, do đó nó sẽ dẫn đến tình trạng làm giảm cái xuất hiện những cái mô hạt nằm ở cái vùng mà dây thanh âm, gây ra cái tình trạng khàn tiếng, hoặc là một số những cái biểu hiện đỏ xung huyết toàn bộ cái vùng thanh quản, và có thể có những cái biểu hiện là xuất hiện những cái dịch tiết nằm ở cái vùng mà thanh môn, do đó mà bệnh nhân thường là buổi sáng hay khạc ra một cái vướng đàm, vân vân. Thì đây là cái biểu hiện rất là phổ biến. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại là cái dịch mà từ dạ dày mà trào lên thực quản á, không phải chỉ chứa axit mà nó còn có thể chứa dịch mật cũng như là cái men pepsin. Chính những yếu tố này đều có thể gây ra tổn thương ở cái vùng thực quản. Vì vậy khi mà chúng ta điều trị bằng thuốc kháng tiết axit thì chúng ta chỉ kiểm soát được một phần axit mà thôi, và chỉ còn lại những cái yếu tố khác như là muối mật hoặc là cái pepsin vẫn làm những cái nguy cơ tác hại làm cho cái thực quản chúng ta bị tổn thương. Bên cạnh đó thì người ta thấy rằng còn có những cái biểu hiện lâm sàng đa dạng của cái bệnh trào ngược, tức là có những bệnh nhân có triệu chứng rất là điển hình và khi nội soi thì có tổn thương ở thực quản, nhưng mà có những bệnh nhân thì lại là có triệu chứng nhưng mà không có tổn thương thực quản, và thậm chí có những bệnh nhân hoàn toàn là không có cái biểu hiện gì tổn thương mà chỉ là do một cái sự rối loạn về cái tình trạng loạn cảm ở cái vùng thực quản, hoặc là bệnh nhân có cảm giác là tăng nhạy cảm với axit, do đó mà có thể nó có liên quan yếu tố về cái tình trạng ở nóng chức năng. Như vậy thì cái sự tương quan này nó tùy thuộc vào cái nồng độ axit nó tiếp xúc trên cái thực quản cũng như là cái mức độ ảnh hưởng thời gian, vân vân. Và một cái khái niệm cuối cùng mà chúng tôi cũng muốn nhắc lại đó là tình trạng trào ngược kháng trị là như thế nào. Thì nếu mà chúng ta đã điều trị bằng cái thuốc ức chế tiết axit mạnh với cái liều chuẩn ít nhất là trên 8 tuần mà bệnh nhân không cải thiện triệu chứng thì chúng ta phải xem xét đây có phải là một cái trường hợp trào ngược đã có kháng trị với lại cái thuốc ức chế bơm proton hay không. Thì như vậy thì chúng ta cần phải xem xét vậy là chẩn đoán, hoặc là chúng ta chẩn đoán nhầm. Bệnh nhân không có biểu hiện của cái trào ngược nhưng mà do những cái bệnh lý khác của đường tiêu hóa, chẳng hạn như là co thắt tâm vị hoặc là cái tình trạng mà rối loạn về cái co bóp của ở cái vùng thực quản, hoặc là do cái dịch mà trào lên trên thực quản nó không chứa axit mà nó còn chứa những cái thành phần khác mà chúng ta chưa kiểm soát tốt, hoặc là thứ ba là do bệnh nhân chưa được kiểm soát tốt cái lượng axit do cách sử dụng thuốc không đúng cách hoặc là do sự tăng tiết axit quá mức, vân vân. Như vậy chúng ta cần phải xem xét và chẩn đoán. Chính vì vậy mà khi mà gặp bệnh nhân đến khám với tình trạng mà đã dây dưa trên 8 tuần mà không đạt được hiệu quả thì chúng tôi bắt buộc phải tiến hành nội soi ở đường tiêu hóa trên. Và khi mà chúng tôi cho bệnh nhân đi nội soi dạ dày thì chúng tôi phát hiện là rõ ràng là bệnh nhân có cái tổn thương ở cái vùng thực quản, là có những cái tổn thương loét ở cái vùng thực quản dưới, và nó có mức độ là viêm thực quản LA mức độ B, tức là theo phân loại Los Angeles là mức độ B. Và bệnh nhân có một cái tình trạng viêm xung huyết ở cái vùng hang môn vị. Nhưng mà đặc biệt chúng tôi ghi nhận có một cái tình trạng dịch mật ứ động trong dạ dày, và chúng tôi nghi rằng là nó trào ngược từ tá tràng lên, và bệnh nhân này thì không có vi khuẩn Helicobacter pylori. Thì với cái kết quả này
thì chúng tôi cũng cần phải lưu ý có thể có một cái nguyên nhân mà ảnh hưởng làm cho cái vấn đề điều trị chúng ta không được đạt được hiệu quả. Đó là một cái hiện tượng trào ngược, tá tràng, dạ dày, thực quản, hay người ta hay đề cập đến đó là cái trào ngược dịch mật lên trên vùng thực quản. Thì theo một cái nghiên cứu của tác giả Tắc năm 2004, thì ông ghi nhận rằng là khi mà ta làm cái tiến hành khảo sát những cái bệnh nhân mà điều trị bằng cái thuốc ức chế bơm proton đúng liều mà trong thời gian mà trên 8 tuần mà không đạt được hiệu quả, thì người ta đã làm đo cái pH ở trong thực quản và ta dùng cái phương pháp Bilitec để đánh giá cái tình trạng hiện diện của cái bilirubin và cái axit mật trong thực quản, thì tác giả đã ghi nhận có 38% những trường hợp cái dịch trào lên thực quản có chứa axit mật và 28% thì nó có kết hợp giữa axit với lại cái dịch mật. Như vậy thì nếu mà chúng ta tính chung cả hai cái trường hợp này thì cái tỷ lệ mà dịch mật trào lên có thể lên tới trên 65%. Còn cái dịch mà axit chỉ có chiếm 11% vì chúng ta đã dùng thuốc ức chế bơm proton, do đó mà cái dịch mà trào lên có chứa cái lượng axit rất là thấp, và 25% trường hợp thì hầu như là không có ghi nhận chính xác được cái dịch trào ngược, cái thành phần đó là cái gì. Và như vậy chúng ta thấy là cái dịch mà từ mật nó có thể là do cái túi mật được bài tiết xuống tới tá tràng, nhưng mà do cái rối loạn về cái cơ mụn vị, do đó mà cái dịch này nó sẽ trào ngược từ tá tràng đi vào trong dạ dày, và từ dạ dày sẽ trào lên trên thực quản nếu như cái cơ thắt thực quản dưới đóng không kín. Vì vậy mà chúng ta cần phải lưu ý về mặt chẩn đoán một cái trường hợp mà bệnh nhân bị trào ngược dạ dày thực quản mà điều trị không đáp ứng tốt với thuốc ức chế bơm proton, thì có thể phải có một số những cái nguyên nhân khác, mà một trong những nguyên nhân mà chúng ta cần phải lưu tâm đó là cái trào ngược dịch mật. Về chẩn đoán cái trào ngược dịch mật á, thì nó cũng không có cái gì đặc biệt, là vì nó không có cái triệu chứng điển hình để mà chúng ta ghi nhận. Nó rất giống cái biểu hiện của cái bệnh cảnh trào ngược thông thường. Đôi khi một số bệnh nhân có ghi nhận là có thể là nôn ra một cái dịch có cái chứa cái dịch màu vàng hoặc là hơi xanh, có thể ta nghĩ đó là cái dịch mật. Những cái yếu tố thuận lợi cho cái bệnh trào ngược mà dịch mật này là khi bệnh nhân bị loét dạ dày lâu ngày có thể ảnh hưởng trên cái cơ mung vị. Và thứ hai là bệnh nhân có những cái phẫu thuật cắt dạ dày hoặc là cái mổ thông nối dạ dày hay là cắt túi mật v.v. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý khi chúng ta nội soi dạ dày mà thấy có ứ động dịch mật thì vẫn chưa hẳn là đủ cái bằng chứng để kết luận chắc chắn, mà chúng ta cần phải dựa vào những cái tiêu chuẩn chính xác hơn. Mà cái tiêu chuẩn đó người ta thường là dùng khảo sát phương pháp gọi là Bilitec, là người ta có thể phát hiện được cái sự hiện diện của bilirubin, của axit mật trong thực quản. Tuy nhiên cái phương pháp này thì nó không có được thường quy cho tất cả các cái trung tâm. Ngay cả ở Việt Nam của chúng ta cũng hoàn toàn chưa có một cái trung tâm, cái bệnh viện nào khảo sát được cái xét nghiệm này. Về điều trị thì điều trị cái bệnh trào ngược dịch mật đó thì nó không có một cái điều trị thật là đặc hiệu, và người ta vẫn tiến hành điều trị gần giống như là cái điều trị của bệnh trào ngược. Tuy nhiên có một số những vấn đề có thể có thích hợp trong vấn đề điều trị trong trường hợp mà trào ngược dịch mật. Người ta có thể dùng một cái thuốc gọi là ursodeoxycholic acid. Cái thuốc này thì thật ra nó là một cái chất dẫn xuất từ cái mật của gấu. Thì đây là một cái loại axit mật mà nó tan trong nước. Còn cái axit mật mà do cái mật của cơ thể gan tiết ra đó thì nó là cái dạng mà cole acid hoặc là kenodeoxycholic acid v.v. Đây là những cái axit mật mà tan trong mỡ, do đó mà nó có thể khả năng kết dính trên cái niêm mạc, trên cái bề mặt của cái niêm mạc của đường tiêu hóa, và nó gây ra tổn thương rất là mạnh, cũng giống như là cái axit tấn công trên cái niêm mạc. Chính vì vậy mà khi mà chúng ta sử dụng cái axit mật ursodeoxycholic acid thì nó làm cho cái thành phần dịch mật này nó bị thay đổi và nó cải thiện được cái triệu chứng đau, nôn ói, đắng miệng, nhưng mà nó không thay đổi rõ về cái tổn thương trên mô học. Ngoài ra người ta có thể sử dụng những cái chất để ức chế sự tái hấp thu của muối mật như là cholestyramine, hoặc là ta dùng cái baclofen để hạn chế cái cơ thắt thực quản dưới nó mở ra thường xuyên. Và cuối cùng nếu mà không đáp ứng thì người ta phải dùng phải phẫu thuật. Như vậy tóm lại về mặt chẩn đoán thì cái ca này có thể là một cái sự kết hợp giữa một cái bệnh trào ngược cái thực quản với lại cái biểu hiện ở cái vùng hầu họng và có kèm thêm cái trào ngược dịch mật.
Và trên thực tế lâm sàng đôi khi phải có cái sự trùng lắp giữa các cái nguyên nhân với nhau. Để kế hoạch về điều trị thì đứng trước một trường hợp mà phức tạp như vậy thì chúng tôi cũng vẫn phải kết hợp rất nhiều cái biện pháp. Thứ nhất là thay đổi lối sống và khuyên bệnh nhân giảm bớt thuốc lá, giảm với những cái chất béo, chất kích thích, điều chỉnh công việc, giảm stress và tăng cái liều, cái PPI lên gấp đôi. Vì chúng ta biết vì bệnh nhân đang có cái biểu hiện ở cái vùng hầu họng, do đó chúng ta phải sử dụng cái liều mà cho nó đạt được hiệu quả. Và kết hợp những cái thuốc mà tăng vận động để giúp cho tống xuất cái dịch ứ động trong dạ dày. Và chúng tôi có kết hợp thêm một cái thuốc đặc biệt, đó là alginate. Đây là một cái thuốc có tác dụng tạo một cái màn ngăn để nó ngăn chặn cái sự tiếp xúc trực tiếp của các cái dịch mà vị ảnh hưởng trên cái thực quản. Và chúng tôi có bổ sung thêm một cái axit mật để có thể là điều trị thử cái triệu chứng, xem bệnh nhân có đáp ứng hay không. Thì sau 4 tuần điều trị thì bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng giảm đau rất là rõ, giảm bớt cảm giác trào ngược, bớt khô họng, và đặc biệt triệu chứng đắng miệng bệnh nhân nó giảm rất là đáng kể. Và bệnh nhân được tiếp tục điều trị thêm 3 tháng thì tình trạng bệnh nhân cải thiện rất là rõ. Như vậy thì đứng trước cái trường hợp này, chúng ta cũng cần lưu ý một vài cái vấn đề liên quan vấn đề điều trị. Thứ nhất là chúng ta cần phải tối ưu hóa việc ức chế tiết axit. Vì đa số các trường hợp mà chúng ta sử dụng thuốc PPI, chúng ta tưởng là bệnh nhân uống đúng cách, nhưng mà đa số các trường hợp bệnh nhân thường là uống không có đúng cách hoặc là không có tuân thủ. Vì vậy chúng ta cần phải hướng dẫn bệnh nhân uống phải đúng liều, đúng lượng. Và thứ hai là phải uống trước ăn khoảng 30 phút đến 60 phút thì thuốc mới đạt được hiệu quả tối ưu. Và trong những trường hợp bệnh nhân có tình trạng kháng trị hoặc là có biểu hiện ở cái vùng họng thanh quản thì chúng ta bắt buộc phải tăng cái liều gấp đôi so với liều chuẩn, tức là PPI uống 2 lần trong một ngày. Và nếu mà cần thì có thể chúng ta có thể phải chuyển đổi sang một cái PPI khác để xem coi cái cơ thể bệnh nhân có thể nó có cái đáp ứng khác nhau hay không. Vấn đề thứ hai là chúng ta có thể kết hợp với lại cái thuốc prokinetic, là cái thuốc để tăng cái vận động để giảm bớt cái sự ứ động ở trong dạ dày, và nó giúp cho cái thuốc được xuống ở tá tràng và đường ruột nhanh hơn để nó đạt được cái hiệu quả ức chế tiết axit tốt hơn. Và so với lại những cái phương pháp mà điều trị PPI đơn thuần, khi kết hợp với lại prokinetic thì người ta đạt được cái hiệu quả kiểm soát triệu chứng tốt hơn. Cái thuốc thứ ba mà chúng tôi cũng cần muốn lưu ý đó là alginate. Đây là một cái hợp chất rất đặc biệt, nó gồm có cái chất sodium alginate và cái bicarbonate sodium và cái bicarbonate calcium. Thì chúng ta biết là cái alginate natri, tức là sodium, thì khi nó tác dụng với lạc axit mà ở trong dịch vị thì nó tạo ra một cái hợp chất là cái axit alginic. Còn cái bicarbonate natri thì kết hợp với axit chlorhydric thì tạo ra khí CO2. Chính cái sự kết hợp giữa cái alginic acid và cái khí CO2 nó tạo ra một cái mảng alginate rất đặc biệt. Nó có tác dụng là nổi lên trên cái bề mặt của cái dịch tiêu hóa, dịch dạ dày của chúng ta, và cộng thêm sự hiện diện của ion canxi làm cho cái màng ngăn này nó sẽ được bền chặt. Chính cái màng ngăn này nó nằm ở phía trên cái dịch tiêu hóa, do đó mà khi mà hiện tượng trào ngược xảy ra thì cái lớp màng này nó sẽ trào lên trước tiên, và nó có tác dụng bảo vệ, che chở, không cho những cái tác nhân gây hại thực quản nó tiếp xúc trực tiếp vào cái niêm mạc thực quản. Và đó cũng là một cái cơ chế rất đặc biệt, nó vừa bảo vệ cái khả năng ức chế cái sự tiếp xúc của axit mà nó còn ức chế sự tiếp xúc của cái pepsin axit mật lên trên niêm mạc thực quản. Và từ cái cơ chế đó, khi người ta tiến hành nghiên cứu trên lâm sàng, người ta ghi nhận rằng là khi mà sử dụng thêm cái alginate thì nó cải thiện triệu chứng của trào ngược rất là rõ ràng. Và thứ hai là khi chúng ta kết hợp thêm cái thuốc ức chế bơm proton thì nó kiểm soát được những cái triệu chứng bệnh nhân cải thiện rõ hơn, nhất là các bệnh nhân có biểu hiện về ban đêm. Một cái thuốc cuối cùng mà chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh đó là một cái thuốc baclofen. Đây là một cái thuốc mà đồng vận với lại cái thụ thể GABA-B. Thì đây là một cái chất nó sẽ tác động lên trên cái cơ thắt thực quản dưới, giúp cho cái cơ này nó đóng lâu hơn, làm cho cái thời gian thư giãn tạm thời nó sẽ giảm đi tần số, do đó mà nó sẽ kiểm soát được hiện tượng trào ngược tốt hơn. Nói tóm lại, cái bệnh trào ngược không phải là một cái vấn đề đơn giản trong vấn đề chẩn đoán và điều trị. Và vấn đề điều trị chúng ta cần phải
tính toán trên rất nhiều cái góc độ, và chúng ta có thể kết hợp rất nhiều các cái biện pháp. Trong đó cái thuốc ức chế bơm proton là một cái thuốc điều trị cơ bản, nhưng mà chúng ta cần phải có kết hợp với lại những cái thuốc và điều chỉnh về cái vận động tiêu hóa, những cái thuốc anginat để bảo vệ cho cái niêm mạc thực quản không tiếp xúc với lại những cái yếu tố có thể gây tổn thương thực quản, và còn có những cái biện pháp mà điều trị không dùng thuốc mà chúng ta cần phải lưu ý để kiểm soát triệu chứng tốt hơn. Như vậy thì qua cái phần trình bày này, chúng tôi mong mỏi rằng vẫn cung cấp được những cái kiến thức mà cập nhật để giúp chúng ta có thể nhận định đúng cái bệnh trào ngược thực quản và có những biện pháp điều trị phù hợp đem lại cái hiệu quả tốt nhất cho người bệnh. Phần trình bày chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các quý vị đồng nghiệp.